Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Phong Thủy Zakat. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập của chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Thưa quý vị, từ xa xưa, dân ta đã đánh giá rất cao tầm quan trọng của việc xem ngày an táng, chôn cất. Mỗi người sinh ra đều không thể lựa chọn được ngày giờ sinh hay ngày giờ mất của mình. Nó là số phận, là duyên nợ của mình với cuộc đời. Dù ngày giờ mất của người đã khuất là tốt hay xấu, thì việc xem chọn ngày an táng tốt cũng mang đến nhiều thuận lợi cho con cháu trên dương gian, cũng như người đã khuất trong cuộc sống mới nơi âm phần. Trong video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn về những ngày chôn cất tốt nhất trong tháng 11 âm lịch năm 2022. Kiến thức này được trợ duyên bởi thầy Zakat cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng những ngày tốt mà chúng tôi sẽ chia sẻ ngay sau đây. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Một, những ngày xấu kiêng kỵ chôn cất trong tháng 11 âm lịch. 2. Những ngày tốt nhất chôn cất trong tháng 11. 3. Tuổi nào dùng những ngày tốt này sẽ được lộc trời, may mắn và thành công suốt cuộc đời. Tuổi nào đại kỵ không nên dùng. 4. Tổng kết những ngày tốt cho quý vị nắm bắt dễ dàng hơn. Đó chính là 4 nội dung mà chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Để mọi việc được hanh thông thuận lợi, quý vị hãy dành ra 30 giây để chuẩn bị cho công tác chôn cất được thuận lợi và may mắn. Để lựa chọn ra được ngày tốt chôn cất, đầu tiên ta cần phải loại bỏ những ngày xấu. Thưa quý vị, mỗi một ngày sẽ có ý nghĩa riêng với từng sự việc. Ngày tốt của Lưu Bang là ngày tàn của Hạ Vũ, như vậy sẽ không có ngày tốt chung cho tất cả mọi người hoặc là rất ít. Ngoài việc chọn ra ngày tốt cho sự việc, ta còn phải xem xét ngày đó tốt cho ai. Bây giờ chúng ta bắt đầu tìm ra những ngày tốt nhất để tiến hành công việc chôn cất trong tháng 11 âm lịch. Quý vị hãy tham khảo thêm trong cuốn sách Ngày Tốt Toàn Thư để tự chọn cho mình được những ngày cát lành nhất, tự xem ngày tốt một cách chủ động mà không phải phụ thuộc vào bất kỳ thầy nào. Trong cuốn sách Ngày Tốt Toàn Thư đã có đầy đủ các kiến thức về ngày tốt từ âm dương ngũ hành, thiên can địa chi và lộc mã quý nhân, ứng dụng trực tiếp trong việc chọn ngày tốt dành cho những người chưa biết phong thủy tới những bậc chuyên gia. Các bạn hãy liên hệ tới số điện thoại 0989 349 119 để được tư vấn kỹ hơn về cuốn sách Ngày Tốt Toàn Thư. Theo Ngày Tốt Toàn Thư, những ngày chôn cất phải đáp ứng đủ các tiêu chí sau. 1. Ngày kỵ chôn cất bao gồm những ngày sau: ngày sát chủ mùa, thụ tử, tam nương, dương công kỵ, nguyệt kiến, nguyệt phá, trực bình, trực thâu, kiếp sát, tai sát, nguyệt hình, nguyệt hại, nguyệt yểm, tứ phê, tứ kỵ, tứ cùng, ngũ mộ, ngày phục, ngày trùng. 2. Ngày hợp chôn cất: thiên nguyện, thiên đức hợp, nguyệt đức hợp, thiên xá, lục hợp và minh phệ. Bây giờ xin mời quý vị cùng xét cát hung của từng ngày để tìm được ngày tốt nhất chôn cất trong tháng 11 âm lịch. Những ngày xấu cần kiêng kỵ trong tháng 11 âm lịch. Quý vị thân mến, việc đón cát tránh hung là một trong những tiêu chí quan trọng hàng đầu khi lựa chọn ngày tốt. Để lựa chọn ra được một ngày tốt đẹp nhất thì bao giờ cũng vậy, ta cần loại bỏ hết những hung tinh, xung sát trong tháng để chọn ra được những ngày tốt nhất ở tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch năm 2022 nhâm dần bắt đầu từ ngày 24 tháng 11 dương lịch đến ngày 22 tháng 12 dương lịch. Tháng 11 là tháng Nhâm Tý, là tháng thiếu có 29 ngày. Ngày mùng 1 là ngày Tân Tỵ, ngày 29 là ngày Kỷ Dậu. Trong tháng 11 có hai tiết khí là Đại Tuyết và Đông Chí. Những ngày xấu cần tránh trong tháng 11 âm lịch bao gồm những ngày sau. 1. Là ngày sát chủ, trong tháng 11 âm lịch là ngày Dần và ngày Mùi, bao gồm những ngày mùng 10 Canh Dần, 22 Nhâm Dần, mùng 3 Quý Mùi, 15 Ất Mùi, 27 Đinh Mùi. Đó là những ngày xấu đại kỵ không dùng. 2. Là ngày sát chủ mùa là những ngày Mão, bao gồm 11 Tân Mão, 23 Quý Mão cũng kiêng kỵ không dùng vào việc gì. 3. Là ngày thiên địa chuyển sát là các ngày Nhâm Tý, Bính Tý, tháng 11 âm lịch không có hai ngày này. 4. Ngày thụ tử trong tháng 11 âm lịch là những ngày Mão, bao gồm 11 Tân Mão, 23 Quý Mão cũng kiêng kỵ không dùng việc gì. 5. Ngày dương công kỵ là ngày 21 Tân Sửu, kỵ các công việc liên quan đến nhà cửa. 6. Ngày tam nương bao gồm 6 ngày, mùng 3 Quý Mùi, mùng 7 Đinh Hợi, 13 Quý Tỵ, ngày 18 Mậu Tuất, ngày 22 Nhâm Dần và 27 Đinh Mùi. Đây là 6 ngày xấu kỵ mọi việc. 7. Ngày nguyệt kỵ bao gồm các ngày mùng 5 Ất Dậu, 14 Giáp Ngọ, ngày 23 Quý Mão. Đây là 3 ngày cực xấu kiêng mọi việc.
8 ngày Nguyện Kiến là ngày Tý, bao gồm mùng 8 Mậu Tý và 20 Canh Tý. 9 ngày Nguyệt Phá là các ngày Ngọ, bao gồm mùng 2 Nhâm Ngọ, ngày 14 Giáp Ngọ, ngày 26 Bính Ngọ. 10 ngày Trực Bình là ngày Mão, bao gồm các ngày 11 Tân Mão và 23 Quý Mão. 11 ngày Trực Thu là những ngày Dậu, bao gồm mùng 5 Ất Dậu, 17 Đinh Dậu và 29 Kỷ Dậu. 12 ngày Kiếp Sát là những ngày Tỵ, bao gồm các ngày mùng 1 Tân Tỵ, 13 Quý Tỵ và 25 Ất Tỵ. 13 ngày Tai Sát là những ngày Ngọ, bao gồm mùng 2 Nhâm Ngọ, 14 Giáp Ngọ và 26 Bính Ngọ. 14 ngày Nguyệt Sát là những ngày Mùi, bao gồm mùng 3 Quý Mùi, 15 Ất Mùi và 27 Đinh Mùi. 15 ngày Nguyệt Hình là những ngày Mão, bao gồm 11 Tân Mão và 23 Quý Mão. 16 ngày Nguyệt Hại là những ngày Mùi, bao gồm mùng 3 Quý Mùi, 15 Ất Mùi và 27 Đinh Mùi. 17 ngày Nguyệt Yểm, trong tháng 11 ngày Nguyệt Yểm là những ngày Tý, bao gồm ngày mùng 8 Mậu Tý và 20 Canh Tý. 18 ngày Tứ Phế là ngày Quý Sửu, tháng 11 âm lịch không có ngày này. 19 ngày Tứ Kỵ là ngày Nhâm Tý, tháng 11 âm lịch không có ngày này. 20 ngày Tứ Cùng là ngày Quý Hợi, tháng này không có ngày đó. 21 ngày Ngũ Mộ là ngày 12 Nhâm Thìn. 22 ngày Phục là ngày Quý, bao gồm các ngày mùng 3 Quý Mùi, 13 Quý Tỵ và 23 Quý Mão. 23 ngày Trùng là ngày Tỵ, Hợi, bao gồm mùng 1 Tân Tỵ, 13 Quý Tỵ, 25 Ất Tỵ, ngày mùng 7 Đinh Hợi và 19 Kỷ Hợi. Đó là 23 hung tinh chúng ta cần loại bỏ trước khi tiến hành chọn ra những ngày tốt để thực hiện công việc chôn cất cho được hanh thông thuận lợi. Sau khi đã loại bỏ những hung tinh, ta xét các cát tinh để tìm ra được những ngày tốt nhất, bao gồm những ngày sau. 24 ngày Thiên Nguyện là ngày Quý Sửu, trong tháng này không có. 25 ngày Thiên Đức Hợp là những ngày Thân, bao gồm mùng 4 Giáp Thân, 16 Bính Thân, 28 Mộc Thân là ngày tốt cho mọi việc chôn cất. 26 ngày Nguyệt Đức là những ngày Nhâm, bao gồm mùng 2 Nhâm Ngọ trùng với ngày Tai Sát và ngày Nguyệt Phá không nên dùng. Ngày 12 Nhâm Thìn trùng với Ngũ Mộ nên bỏ qua. Ngày 22 Nhâm Dần trùng với Sát Chủ nên không dùng được. 27 ngày Nguyệt Đức Hợp là những ngày Đinh, bao gồm mùng 7 Đinh Hợi là ngày trùng nên bỏ qua. 17 Đinh Dậu trùng với ngày Trực Thâu, rất kỵ việc an táng và chôn cất. 27 Đinh Mùi trùng với ngày Tam Nương không nên thực hiện công việc gì. 28 ngày Thiên Xá là ngày Giáp Tý, tháng 11 không có ngày này. 29 ngày Lục Hợp là những ngày Sửu, bao gồm mùng 9 Kỷ Sửu, 21 Tân Sửu. Các ngày Sửu đều tốt cho việc an táng, chôn cất. 30 ngày Minh Phệ bao gồm các ngày mùng 2 Nhâm Ngọ, 26 Bính Ngọ trùng với ngày Tai Sát và ngày Nguyệt Phá. Mùng 4 Giáp Thân là ngày tốt đã xét ở trên. Mùng 5 Ất Dậu, 17 Đinh Dậu, 29 Kỷ Dậu trùng với ngày Trực Bình. Mùng 10 Canh Dần, mùng 2 Nhâm Dần trùng với ngày Sát Chủ. 16 Bính Thân trùng ngày Thiên Đức Hợp đã xét ở trên. Như vậy chúng ta đã dựa vào 30 tiêu chí của sách Ngày Tốt Toàn Thư để chọn ra những ngày tốt chôn cất trong tháng 11 âm lịch. Những ngày tốt trong tháng 11 âm lịch cho việc chôn cất. Sau đây là bảng tổng hợp những ngày tốt chôn cất trong tháng 11 âm lịch và những tuổi hợp kỵ với những ngày tốt này. 1. Ngày mùng 4 Giáp Thân kỵ những người tuổi Dần, tốt cho người tuổi Tý, Thìn, Tỵ và những người có thiên can là Kỷ. 2. Ngày 16 Bính Thân kỵ những người tuổi Dần, tốt cho người tuổi Tý, Thìn, Tỵ và những người có thiên can là Tân. 3. Ngày 28 Mậu Thân kỵ những người tuổi Dần, tốt cho người tuổi Tý, Thìn, Tỵ và những người có thiên can là Quý. 4. Ngày mùng 7 Đinh Hợi kỵ những người tuổi Tỵ, tốt cho người tuổi Mão, Mùi, Dần và những người có thiên can là Nhâm. 5. Ngày 9 Kỷ Sửu kỵ những người tuổi Mùi, tốt cho người tuổi Tỵ, Dậu, Tý và những người có thiên can là Giáp. 6. Ngày 21 Tân Sửu kỵ những người tuổi Mùi, tốt cho người tuổi Tỵ, Dậu, Tý và những người có thiên can là Bính. Đó là 6 ngày cát lành chôn cất trong tháng 11 âm lịch và chi tiết những tuổi hợp kỵ với ngày. Quý vị hãy nhanh tay lựa chọn cho mình ngày phù hợp nhất để tiến hành mọi việc được thuận lợi và may mắn. Hy vọng là qua video này, quý vị sẽ lựa chọn được cho mình những ngày tốt đẹp và như ý. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại dưới ô bình luận bên dưới video hoặc gọi điện trực tiếp tới số 0989349119 để được giải đáp. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy hoan hỉ đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để luôn cập nhật những thông tin mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Xin cảm ơn.